Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng
mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặc điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi. Hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ. Sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh, lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án. Ông phát hiện rằng
điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo, là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông Trưởng Giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thạnh lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi não tới giờ đó, không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời, để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó, sắm hoa quả trà, lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y, để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó, tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ làm sao không?" "Bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy một tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: "Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà, cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng
con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống tán người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây thôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh pháp cứu Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay mà suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít,
nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh.
Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người, rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh, lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử.
đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế, nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở. Vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thạnh lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ sao không?" "Bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết.
kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh thử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là gì? Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y lần phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh pháp cứu Phật có dạy là:
dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là, người muốn biết nhân đời trước, thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm. Còn muốn biết quả báo đời sau, thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó, thì biết hai cậu đời trước, tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, quán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, Cục Cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác,
uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người, rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê.
Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án. Ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thành lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó quan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ sao không?" "Này, bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục.
Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy một tháng, thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà, cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y lần phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây thôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm
nhất trác giai do tiền định, nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang, đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, quán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành. Nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình,
người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra uống tiếp.
đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm, bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai. Gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm. Nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai, mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong. Có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thạnh lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân. Có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó, không biết làm những điều nhân đức. Nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời, để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ làm sao không?" "Này, bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe.
Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ Tam Bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy, thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng, thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà, cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có việc, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp 100 lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh thử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là gì? Diêm Vương nhất định canh 3 chết, quyết chẳng để người đến canh 5. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói:
Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cứu Phật có dạy là: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay mà suy nghiệm. Còn muốn biết quả báo đời sau thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ. Bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, Cục Cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình.
Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán, nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặc điều của họ Lưu kia
mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ. Nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi. Hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ. Sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh, đông cứng lại. Ông ta đau đớn, ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án. Ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo, là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng, mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có, mà hai ông bà thường lo buồn than thở. Vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để, biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán, lo rầu than thở. Một hôm, bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai, mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thành lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó, không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời, để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không?
Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ làm sao không? Này, bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa cà nếp để chúng ta cùng đi đi. Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, đi theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy: phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã, như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp 100 lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh thử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh 3 chết, quyết chẳng để người đến canh 5. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây.
hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống tán người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y lần phước, mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay, chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây á, thôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hớp nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay mà suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc,
thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cóng trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra, do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán, nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu.
mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh, đông cứng lại. Ông ta đau đớn, ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời.
Đó, sanh đặng mấy đứa con trai, mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong. Có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con út, nó biết lo làm ăn, thạnh lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi não tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ sao ông? Bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi. Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng, con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà, cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp, ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã, như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp 100 lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy, Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh 3 chết, quyết chẳng để người đến canh 5. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ
ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây thôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cứu Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành. Nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông,
cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra, do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ,
hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình, buồn chán, nên thường ngày thích nói chuyện, đưa đẩy, đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh, đông cứng lại. Ông ta đau đớn, ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế, nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin, bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng, mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có, mà hai ông bà thường lo buồn than thở. Vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp.
Duy có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết, chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán, lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai, mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thạnh lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó, không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời, để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó, sắm hoa quả trà, lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y, để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó, tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ sao ông?" "Bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp, để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: "Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà, cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi." Hòa thượng lại nói tiếp: "Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã, như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp 100 lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc.
nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh thử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là gì? Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cứu Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh,
hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối,
nhất định phải chết như vậy, quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh, lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy,
nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thành lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó quan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ làm sao không?" "Này, bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy một tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: "Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi.
có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y lần phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay, chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây, thôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai.
câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu.
thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ, sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh, lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác
có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin, bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng, mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có, mà hai ông bà thường lo buồn than thở. Vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai, mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thạnh lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ sao ông?" "Bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: "Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà, cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu,
rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp. Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã, như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh thử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là gì? Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh pháp cứu Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay mà suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà
để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi, nên nay thì sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, Cục Cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người,
rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong, người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi. Hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ. Sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh, lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính.
kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế, nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực và chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại. Cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này, thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết, không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Thuở xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thành lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ làm sao không?" "Này, bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy 1 tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương,
khuyên dạy rằng: Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến, thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy: phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh thử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy: Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống táng người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc, nói: Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh. Nào ngờ đâu, mới vừa quy y lần phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm nhất trát, giai do tiền định. Nghĩa là một hớp nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân,
kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí là phước chút ít, nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn. Luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người. Từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thật đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành. Sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn. Thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong, kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong, liền nhảy xuống dưới cầu, tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc đến nơi lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát, đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cảnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp. Khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận, không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên, vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm. Vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ. Đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui.
điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng và nói: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về. Về nhà vợ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh. Có lẽ trong lúc không có người trông coi, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn, nên cảnh sát mới đến ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh. Một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu. Cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt, thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm, nhưng lại gây ra cái chết quá bi thương. Thoáng chốc, người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường, bít lối, nhất định phải chết như vậy. Quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc. Đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn, bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi, làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đâm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật, dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đâm đặt của người họ Lưu. Mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc, làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu lầm, cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng, ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi. Hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ. Sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh, lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng, với tay lấy một chiếc bình, tưởng rằng đó là rượu, đưa lên miệng. Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp, khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh. Chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại. Ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay, không thể phản hồi gì được. Lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy, nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày. Tình cảnh rất bi đát. Nhân quả hoàn toàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử. Đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị